8 dấu hiệu của người sống chân thật, không đạo đức giả. Sống giả tạo thì dễ, sống làm chính mình mới khó. Ai cũng vì lợi ích bản thân, nhưng đừng sẵn sàng dẫm đạp lên người khác để leo lên. 1. Người sống chân thật không cố làm hài lòng người khác. Mất lòng trước, được lòng sau. Họ tin rằng sự chân thành mới là vĩnh cửu. 2. Tôn trọng và tiếp thu ý kiến của người khác. 3. Không bao giờ cướp công của người khác, tự làm tự hưởng. 4. Có cá tính riêng, khá mạnh mẽ. 5. Không bị cám dỗ bởi vật chất, thứ khiến họ trân trọng là tình cảm chân thành. 6. Nói đúng những gì mình nghĩ, họ khéo léo, thẳng thắn nhưng không thô lỗ. 7. Sống là chính mình, không dựa vào bóng của người khác để vươn lên. 8. Không đạo đức giả, người giả tạo dù biết mình làm sai vẫn có xu hướng bào chữa, nói đạo lý để lấp lỗi sai.